Tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Trong năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã vận động ủng hộ trên 650 tỷ đồng hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trao tặng hơn 1.600 căn nhà, mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt, công đoàn cơ sở, đặc biệt là năng lực đối thoại và thương lượng tập thể, ưu tiên nội dung về tiền lương tại khu vực doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.